Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Vinh. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020. Và trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ cho đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Trà Vinh công bố quyết định công nhận xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã trao quyết định kết thúc thời gian cách kỳ tập trung đối với 5 trường hợp trở về từ thành phố Đà Nẵng chuyên đề ca cười chân nói ghi nhận chịu ý kiến của người dân sinh sống trên Cộng hô thuộc địa bàn ấp mỹ hiệp a xã đức mỹ huyện Càng long đang phải đối mặt với nỗi lo thường trực về vấn đề sạt lở ngày càng diễn biến nghiêm trọng và khó lường đang đe dọa nhà cửa và chịu diện tích vườn cây ăn trái của bà con và sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị, hôm qua ngày 10 tháng 8, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Đức thành phố Trà Vinh đạt xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Văn Hẳn, Quỹ viên Thường vụ Tỉnh quỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Văn Triết, Quỹ viên Thường chủ Tỉnh quỹ, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường chủ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh. Tính đến cuối năm 2019, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Đức đã hoàn thành 20 trên 20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quyết định 1629 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020. Bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Đức, hiện nay, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã lan tỏa sâu rộng đến từng xóm ấp, từng tổ chức, cá nhân, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo của địa phương, kinh tế phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản, cảnh quan môi trường thông thoáng, sáng, xanh, sạch đẹp, quốc phòng an ninh được giữ vững, người dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đều phát huy tối đa, đã góp phần rất lớn trong mọi mặt công tác ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Hiền Hải Đăng, Chủ tịch ủy Ban nhân dân Thành phố Trà Vinh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố Trà Vinh đã biểu dương những kết quả mà Ban chỉ đạo xã Long Đức đã đạt được đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí hướng tới xây dựng xã Long Đức đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Dịp này, ban chỉ đạo cấp tỉnh và thành phố Trà Vinh đã trao tặng nhiều giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn xã Long Đức. Ngày 10 tháng 8, quyền quỹ Trà Cố tổ chức hội nghị tổng kết công tác đại hội Đảng bộ quyền lần thứ 12. Đồng chí Dương Văn Triệu, Bí thư quyền ủy chủ trì hội nghị. Đại hội đại biểu đảng bộ Quyện Trà Cú lần thứ 12 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 với 265 đại biểu chính thức đại diện cho 4.786 đảng viên thuộc 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ Quyện về dự. Đại hội được tổ chức trang trọng là sự kiện chính trị trọng đại của địa phương trong năm. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội thực tiễn tại địa phương. Đại hội đã bầu chọn ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 41 đồng chí. Bầu 13 ủy viên ban thường vụ khóa mới theo đúng thành phần cơ cấu theo quy định. Công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục theo điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng. Được trực tiếp truyền thanh phiên khai mạc bế mạc, đáp ứng nhu cầu thông tin đến mọi cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Triệu, bí thư huyện ủy Trà Cú, đánh giá cao công tác trước trong và sau đại hội, nhất là công tác chuẩn bị về dân kiện nhân sự thể hiện qua việc bầu vào ban chấp hành khóa mới tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm gần 15% tăng 7,8% so với nhiệm kỳ trước. Để nghị quyết đại hội lần thứ 12 của đảng bộ quyện nhanh chóng đi vào đời sống, bí thư huyện ủy trà cú yêu cầu các ngành các cơ quan chính quyền, đoàn thể các cấp cần bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm, hai nhiệm vụ đột phá do đại hội đề ra để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của đảng bộ quyện đưa kinh tế xã hội huyện trà cú phát triển nhanh bền vững trong giai đoạn 2020-2025. Hôm qua ngày 10 tháng 8, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh 7 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác những tháng cuối năm 2020. Thực hiện chủ đề công tác năm, tuổi trẻ Trà Vinh tự hào tiến bước dưới cờ đảng, Ban Thường vụ tỉnh đoàn xây dựng chương trình công tác năm với trên 60 hoạt động tập trung, trong đó đã triển khai thực hiện 4 công trình thanh niên cấp tỉnh và hàng trăm công trình phần diệt thanh niên cấp cơ sở Thông qua phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn đã trồng mới trên 73.000 cây xanh dọc các tuyến đường nông thôn, làm mới và sửa chữa trên 14 km đường giao thông với trị giá trên 900 triệu đồng. Đồng thời, vận động kinh phí xây dựng mới 55 căn nhà nhân ái cho các hộ nghèo với tổng trị giá trên 2,9 tỷ đồng. Phát động phong trào đồng hành với thanh niên trên đường khởi nghiệp, lập nghiệp, đoàn thanh niên đã hỗ trợ dây vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 500 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh có năm hợp tác xã, 92 tổ hợp tác, và trên 150 mô hình câu lạc bộ phát triển kinh tế do chính thanh niên làm chủ, hoạt động có hiệu quả và đã thu hút gần 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Từ đây đến cuối năm 2020, tỉnh đoàn Trà Vinh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Bộ Tỉnh, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của đảng. Song song đó, tập trung tổ chức các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, phát động cuộc thi ý tưởng khởi kịp và dự án khởi kịp, ý tưởng sáng tạo xanh năm 2020 trong đoàn viên thanh niên tổ chức chương trình gặp mặt đối thoại của bí thư tỉnh đoàn với bí thư đoàn cấp xã gắn với chương trình hiến kế đề xuất ý tưởng phát triển kinh tế xã hội ngày 10 tháng 8 tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quyền châu thành khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch covid 19 ông lê nhân nhiên phó chủ tịch ủy ban nhân dân quyền châu thành đã trao quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung đối với 5 trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện đây là những trường hợp trở về từ thành phố Đà Nẵng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Qua 14 ngày cách ly theo dõi, sức khỏe các trường hợp trên đều ổn định. Tại buổi trao quyết định, ông Lê Giang Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyền Châu Thành ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chúc mừng các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly theo quy định trở về với gia đình. Đồng thời, ông Lê Giang Nhiên khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ môi trường Quyết Minh 2, tỉnh Long An, trao tặng 22,5 tấn gạo cho hộ nghèo và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và hạn mặn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, mỗi xuất quà trao tặng cho mỗi hộ nghèo do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn là 15 kg gạo. Tỉnh hội phân bổ 22,5 tấn gạo cho công ty Nguyệt Minh 2 tài trợ cho 5 quyện gồm Châu Thành 350 suất, Càng Long 350 suất, Cầu Kè 300 suất, Tiểu Cần 300 suất và thành phố Trà Vinh 200 suất. Cùng với việc trao quà, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 đồng thời cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trong mùa hạn mặn năm nay, tiếp tục phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Tuy mỗi phần quà có giá trị không quá lớn, nhưng trên hết đó là kỹ cử chia sẻ, quan tâm chăm lo cho phụ nữ, trẻ em nghèo của tổ chức hội đối với những hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hạn mặn. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ nhiều nguồn lực để giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Sáng nay ngày 11 tháng 8, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tổ chức khai mạc giải du lịch karate tỉnh Trà Vinh năm 2020. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, thu hút sự tham dự của hơn 220 vận nông viên đến từ 11 đơn vị tham dự tranh tài ở 22 bộ quy chương với các nội dung thi đấu kata quyền cá nhân nam nữ, đồng đội nam nữ và kumite đối kháng cá nhân nam nữ, đồng đội nam nữ Giải du lịch karate tỉnh Trà Vinh năm 2020 là giải thi đấu hàng năm của tỉnh nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng và khả năng thi đấu của các vận động viên. Từ đó tuyển chọn vận động viên năng khiếu có triển vọng để đào tạo bồi dưỡng, bổ sung cho đội tuyển tỉnh. Đây là cơ hội giúp các vận động viên karate trên địa bàn tỉnh có dịp giao lưu cọ sát, trao đổi học tập, nâng cao kỹ năng chiến thuật tập luyện, thi đấu karate đỉnh cao và đẩy mạnh phong trào tập luyện môn karate trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay 24 hộ dân sinh sống trên cồn hô thuộc địa bàn ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long đang phải đối mặt với nỗi lo thường trực về vấn đề sạt lở ngày càng diễn biến nghiêm trọng và khó lường. Đáng báo động hơn hết, lúc này tình trạng sạt lở đang sâu hơn 2 hecta đất và đang đe dọa nhiều nhà cửa và nhiều diện tích vườn cây trái của bà con sinh sống trên cồn. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay tình trạng sạt lở trên cồn hô ngày càng xoáy sâu vào bờ, đánh dỡ những đoạn xung yếu trên tuyến bờ bao chạy dọc cùng hồ. Nghiêm trọng nhất là điểm trên đầu cồn, phần giáp ranh với tỉnh Vĩnh Long. Chỉ sau vài năm sạt lở đã lấy đi hàng ngàn hecta dường tược, đất canh tác của người dân. Nhiều hộ dân nay đã rơi vào cảnh trắng tay, mặc dù vẫn cầm trong tay bằng khoáng đất có giá trị hàng ngàn mét vuông, nhưng ngoài thực địa thì các diện tích đất này đã bị sạt lở hoàn toàn như vậy là có, có, những hộ như chẳng hạn như là cụ thể là hộ của ông Trần Văn Đảnh ở tại Cồn Hô á, đầu đầu trên á, sạc sạt rồi bây giờ hiện giờ ông cầm bằng khoáng là khoảng 8.000 cái ờ ừ, 8 8 ngàn mét vuông. Đó, nhưng mà bây giờ cắn không còn không còn miếng đất nào ở trong cái phần bán hết là lọt qua tới có nhà ông hiện như là cắn tay đó. Nó hiện giờ không còn nữa. Thì hàng năm á thì người dân nó quan mang quan đề thứ nhất cái so với về trước đó là thứ nhất là có một số khai thác cát cho nên nó, nó thay đổi dòng chảy của của sông nó, từ chỗ đó đó cứ sạt lở sạt lở người dân là người dân đây rất là quan mang nhiều khi những cái hộ mà ở đầu cồn á hoàn đêm ta người ngủ nghề không không ổn nữa nghe cái rột là người ta sợ rồi nó sợ là lý do là sập đất theo chính quyền địa phương cùng hô là một cụ lao được hình thành tự nhiên trên sông cổ chiên Ban đầu cùng hô có diện tích rộng trên 29 hecta, nhưng chỉ khoảng 4 đến 5 năm nay thôi, diện tích đất trên cồn đã bị sạt lở bào mòn hơn 2 hecta đất. Hiện nay, diện tích trên cồn chỉ còn khoảng 27 hecta. Thời gian gần đây, sạt lở lại tiếp tục xảy ra thường xuyên, để lại những hàm ếch khoét sâu vào bờ. Đó là chưa kể, triều cường đang tiếp tục xâm thực, lấn vào nhiều diện tích đất trên cồn, hàng năm sạt lở ăn sâu vào cồn hàng trăm mét vuông. Những cầu cây, những bờ bao được người dân dốc công dốc sức đắp đê để bảo vệ cồn. Nhưng tất cả đều không đủ sức chống chọi trước dòng chảy ngày càng mạnh bạo của con nước. Chỉ vài tháng là đất đai lại mất hút, sụp đổ xuống lòng sông. Đến nay, mọi nỗ lực của người dân dường như không ăn thua gì đối với những đợt sóng lớn ngày đêm dập vào bờ, làm sạt lở ngày càng diễn tiến nhanh và khó lường hơn. Tình trạng sạt lở trên cồn hô đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, sinh kế và nhở của 24 hộ dân, với trên 80 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn. À, ở cồn hôn này nó lỡ cũng khoảng 5 năm nay rồi. À, nhưng mà mỗi năm là mỗi lỡ nhiều vô hai bên nó ập xuống cái dòng nước nó sấy Nó sạt lỡ, sạt lỡ, sạt lỡ cứ rồi cái bờ bao thì cứ giờ vô. Đất thì cứ sạt mỗi năm, mỗi năm vậy á. À, cho nên chỉ ở đây là ở trên đầu cồn thì nó lỡ nhiều nhất hay thấy à. Nó lỡ là ở trên cái hộ của ông Đảnh vậy đó là nói chung là 8.000 mét đó là bây giờ không có còn được miếng nào hết còn có bằng phán không à, thì dân ở đây thì người ta cũng sợ vụ tình trạng lỡ này lắm gạt tới nhà giờ nhà vô mấy tông này luôn nó lỡ giờ nhà của tôi ấy, mà cũng đang nguy kịch ấy, miếng giờ nó bằng đêm không dám ngủ yên sợ nó lỡ vì dĩ lỡ vô tới giờ miếng là ấy là phải dời nhà chứ không ở được nữa cứ mỗi lần lỡ thì dời bờ thì mất công hai công đất những bị bị gì mình thấy dời vô sâu mới được rồi sâu rồi qua năm nó cũng phải lỡ nữa mới có cũ có điểm chung của sạt lở là chúng để lại những hàm ếch ngày một xói sâu vào đất liền dữ dội nhất có những điểm bị sạt lở ăn sâu vào đến tận dài công đất nhiều hộ dân đang lo ngại với tốc độ sạt lở diễn ra quá nhanh trên cùng hô như hiện nay thì chẳng bao lâu họ sẽ không đủ khả năng để giữ nổ đất đai, dường tược của gia đình. Theo người dân, dòng chảy của con nước thay đổi đang có chiều hướng xoáy sâu vào bờ. Cùng với vấn nạn cát tặc là một trong những nguyên nhân làm cho tốc độ sạt lở trên cùng hô ngày một diễn biến nhanh, xảy ra nghiêm trọng và khó lường hơn. Sạt này lở nó đi sâu vào bờ nó nặng hơn là khoảng 5 năm trở về đây. Nó lỡ sâu lắm, nó nhiều nhất là ở trên đầu cồn. Ừ, đầu cồn với là hai bên mé từ đầu cồn đi xuống là nó sạt lở sâu lắm là ở trên đầu cồn đó là hàng năm mà nó nó sạt khoảng một công đất cũng phải ít luôn nha ừ. hiện tại bây giờ là đang sạt báo động luôn do mấy năm gần đây đó người ta khai thác cát nhiều quá rồi ở mình cùng hôm mình là tỉnh Tà Vinh nhưng nó rất nguy hiểm là nó giáp ganh với tỉnh Vĩnh Long mà cái tỉnh Vĩnh Long thì người ta khai thác mỗi một ngày vậy là bốn năm chiếc sáng cạp mà nó nằm sát cái ranh mình nhưng từ ganh Vĩnh Long tới ganh mình thì nó quá gần cho nên hả cái tình trạng đó mình nó lôi kéo tới cái cồn hô này sạt lở nghiêm trọng là như vậy đó. cứ lỡ hoài giờ nó chuẩn bị nó lỡ nữa mà nó mong xin mấy ông nhà nước có, có hỗ trợ làm lại dùm cũng đỡ mau làm mau dùm cũng đỡ giờ nó lỡ cái nữa là giờ cái nhà đi thì... à, chừng 6 năm trở lại đây là cỡ 4 công mùa nước này là đang đang chuẩn bị lỡ dài tới lỡ dữ lắm bằng đêm thì nó sụp nó ầm ầm đêm bị nó hãm nước cạn nước sát á mưa tới cái bắt đầu nó, nó sụp xuống thì bà con ở đây nhiều khi bằng đêm cũng không ăn trăm hung sợ nó bể vô lúc nào cũng không biết cồn hô thuộc ấp mỹ hiệp a xã đức mỹ huyện càng long là địa bàn có thế mạnh về can trái và đánh bắt thủy sản hàng năm cồn hô đóng góp nguồn lợi đáng kể vào giá trị kinh tế chung của toàn xã được biết, địa phương này đang có kế hoạch khai thác và phát triển cùng hô, trở thành một điểm du lịch sinh thái miệt vườn ngay bên bờ cổ chiên. Trong khi những định hướng phát triển kinh tế chưa kịp được thực hiện, thì hiện nay đất đai, dường tuộc của người dân sinh sống trên cùng hô đang bị sạt lở, đe dọa từng ngày. Dù tình trạng sạt lở đã và đang ngày một xảy ra nhanh hơn, nhưng biện pháp ngăn chặn sạt lở của người dân cũng chỉ mang tính chất tình thế trước mắt chứ không đủ sức chống chọi với dòng chảy của dòng sông Cổ Chiên đang có chiều hướng xoáy sâu hơn vào bờ và ăn mòn dần nhiều diện tích đất trên cùng hồ. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này người dân rất cần ngành chức năng vào cuộc để đánh giá thực trạng sạt lở, cũng như tìm ra một giải pháp căn cơ giúp người dân ngăn chặn sạt lở để bảo vệ phần diện tích đất còn lại trên cùng hồ. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên đề nghe người dân nói tuần qua, chúng tôi có phản ánh vấn đề khoảng 20 hộ dân sinh sống trên địa bàn ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trại Vinh thiếu nước sạch sử dụng trong chiều năm qua. Ngay sau khi chương trình phát sóng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Long Đức đã có thông tin phản hồi đến chương trình nghe người dân nói. Thời gian qua, xã Long Đức được trên quan tâm đầu tư rất lớn về cơ sở hạ tầng, góp phần nâng chất lượng xã nông thôn bãi tiến tới công nhận xã nông thôn bãi nâng cao kiểu mẫu, Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư phân bổ không tập trung nên hiện tại vẫn còn một vài tuyến kênh nội đồng chưa được đấu nối đường cấp nước sinh hoạt cho người dân. Trong đó có tuyến bờ kênh nội đồng có khoảng 20 hộ dân trên địa bàn ấp Sa Bình chưa có nước sạch sử dụng như chương trình nghe người dân nói phản ánh. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều năm nay, Quỹ ban nhân dân xã Long Đức đã có kiến nghị công ty trách nhiệm mô hạn bột thành viên cấp thoát nước Trại Vinh và đã có khảo sát ghi vốn dự kiến trong năm 2020 sẽ được đấu nối tuyến cấp nước sinh hoạt này theo kế hoạch, sau khi thi công phần đường dựa trên địa bàn Áp Sà Bình, thì công ty sẽ tiến hành thi công tuyến cấp nước này. Dự kiến là trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc lắp đặt đường ống và đưa nước sạch về cho người dân sử dụng. Chúng tôi chuyển cười thực hiện chương trình ke Cười Chân Nói. Xin ghi nhận và cảm ơn tinh thần cầu thị lắng nghe nhân dân của lãnh đạo Quỹ ban nhân dân xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đã có thông tin phản hồi cho chương trình qua đó cũng giúp người dân Absa Bình nắm được thông tin về việc lắp đặt đường ống và đưa nước sạch về cho người dân sử dụng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự tối của đài Trung Đại Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.